Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Israel oanh tạc dữ dội Lebanon, Hezbollah không còn là mục tiêu duy nhất. Tình hình Trung Đông tiếp tục chuyển biến xấu khi các cuộc không kích gia tăng trong khi đàm phán trì trệ. Ngày 16 tháng 10, Lebanon cáo buộc Israel không kích một tòa nhà của chính phủ Lebanon tại thành phố Nabatieh, miền nam Lebanon, khiến 16 người chết, 52 người bị thương, theo hãng thông tấn NNA. Vụ tấn công xảy ra khi các quan chức thành phố Nabatieh đang họp. Thị trưởng thành phố Nabatieh, ông Ahmad Kahil và một số quan chức khác thiệt mạng sau vụ tấn công. Truyền thông Lebanon đưa tin vụ tấn công trên gồm khoảng 10 đợt không kích tạo ra vành đai lửa trong khu vực. Các quan chức Lebanon lên án vụ tấn công, cho rằng đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Israel chống lại nhóm vũ trang Hezbollah hiện chuyển hướng sang nhắm vào nhà nước Lebanon. Thủ tướng tạm quyền Lebanon Zarif Mikati cáo buộc Israel cố tình tấn công vào cuộc họp của Hội đồng thành phố, vốn đang thảo luận về tình hình dịch vụ và cứu trợ. Trong ngày, lực lượng phòng vệ Israel nói rằng đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Nabatieh để phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm được lực lượng Rakhwan của Hezbollah sử dụng. Ngày 16 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, UNIFIL, nói rằng đã quan sát thấy một xe tăng của Israel bám vào tháp canh của UNIFIL gần khu định cư Kafakela, miền nam Lebanon. Vụ tấn công làm hai camera đã bị phá hủy và tháp canh hư hại. Vụ việc làm gia tăng chỉ trích lên Israel sau khi lực lượng Israel bị cáo buộc nhiều lần nhắm vào binh sĩ UNIFIL. Lực lượng phòng vệ Israel chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của UNIFIL. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 10, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cho biết nước này không có ý định gây tổn hại đến nhân viên của UNIFIL. Theo ông Katz, Israel rất coi trọng các hoạt động của UNIFIL và không có ý định gây hại cho tổ chức hoặc nhân viên của tổ chức này. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái UAV trên biển Địa Trung Hải đang hướng về phía Israel. Israel nói rằng UAV trên dường như phóng từ Iraq. Mỹ cảnh báo Israel không áp dụng chính sách đói nghèo ở Gaza. Ngày 16 tháng 10, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói rằng Mỹ đang theo dõi để đảm bảo Israel không ban hành chính sách gây ra nạn đói ở dải Gaza. Chính phủ Israel đã nói rằng đây không phải là chính sách của họ, rằng thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác sẽ không bị cắt đứt, và chúng tôi sẽ theo dõi để đảm bảo rằng các hành động của Israel trên thực địa phù hợp với tuyên bố này, bà Thomas Greenfield nói. Vị đại sứ lưu ý rằng hàng chục xe tải cứu trợ đã vào miền Bắc Gaza lần đầu tiên sau nhiều tuần, nhưng nhấn mạnh rằng như vậy là chưa đủ. Chúng tôi cần thêm rất nhiều chuyến giao hàng nữa và sẽ tiếp tục thúc đẩy điều đó, bà Thomas Greenfield nói, nhấn mạnh rằng chính sách gây ra nạn đói ở Gaza là khủng khiếp và không thể chấp nhận được. Bà Thomas Greenfield đưa ra phát ngôn trong bối cảnh có thông tin rằng khoảng 7 tổ chức phi chính phủ về y tế bị cấm vào Gaza. Theo CNN, các tổ chức này gồm Fries, Galia, Hiệp hội Y khoa Mỹ-Palestine và tất cả đều có lịch sử hoạt động lâu dài tại các vùng lãnh thổ Palestine. Các thành viên của các tổ chức trên hiện đã bị cấm vào Gaza. Những người còn Gaza sẽ không được phép nhập cảnh trở lại sau khi rời đi, các nguồn tin nói với CNN. Cũng trong ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulsalman Al Thani cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã ngừng trong 3-4 tuần qua. Ông Netanyahu, Israel tìm thấy vũ khí Nga trong các căn cứ của Hezbollah. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với tờ Le Figaro Pháp rằng lực lượng phòng vệ Israel đã tìm thấy vũ khí tối tân của Nga tại các căn cứ của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng, theo nghị quyết năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chỉ quân đội Lebanon mới được phép sở hữu vũ khí ở phía nam sông Litani. Tuy nhiên, tại khu vực này, Hezbollah đã đào hàng trăm đường hầm và hầm chứa, nơi chúng tôi vừa tìm thấy một lượng lớn vũ khí tối tân của Nga, ông Netanyahu nói. Một cuộc nội chiến mới ở Lebanon sẽ là một thảm kịch. Chắc chắn chúng tôi không có ý định gây ra một cuộc nội chiến như vậy. Israel không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon, ông Netanyahu nói thêm. Các bên liên quan chưa bình luận về phát ngôn của ông Netanyahu. Israel bị cáo buộc cố ý tấn công vào lực lượng Liên Hợp Quốc ở Liban.
Sự cáo buộc của lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL về việc Israel tấn công có chủ ý vào một tiền đồn của họ là một diễn biến nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực này. Việc tấn công các lực lượng gìn giữ hòa bình có thể làm leo thang tình hình và gây ra những phản ứng quốc tế. Các vụ tấn công nhằm vào UNIFIL có thể ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng này trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại miền Nam Liban, cũng như làm gia tăng mối lo ngại về an ninh trong khu vực. Hôm 16 tháng 10, UNIFIL cho biết trong một tuyên bố, một xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắn vào một tiền đồn của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở miền Nam Liban, làm hư hại một tháp canh và phá hủy thiết bị giám sát. Lực lượng gìn giữ hòa bình cáo buộc vụ việc này dường như là một cuộc tấn công có chủ đích khác của IDF, kêu gọi quân đội Israel tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở của Liên Hợp Quốc mọi lúc. Sáng nay, lực lượng gìn giữ hòa bình tại một vị trí gần Kafr Kela đã quan sát thấy một xe tăng Merkava của IDF bắn vào tháp canh của họ. Hai camera đã bị phá hủy và tháp canh bị hư hại. Một lần nữa, chúng ta lại thấy hỏa lực trực tiếp và rõ ràng là có chủ đích nhắm vào một vị trí của UNIFIL, tuyên bố viết. Sự căng thẳng giữa Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL đã trở nên rõ rệt trong bối cảnh gia tăng xung đột với Hezbollah. Việc UNIFIL cáo buộc Israel tấn công vào các vị trí của họ cùng với những tổn thất cho lính gìn giữ hòa bình cho thấy mối đe dọa đối với an ninh của lực lượng này và các hoạt động của họ tại miền Nam Liban. Israel coi UNIFIL như một lá chắn sống cho Hezbollah. Điều này có thể khiến Tel Aviv tăng cường áp lực đối với lực lượng này. Đề nghị của Netanyahu về việc rút UNIFIL đã bị chỉ trích, cho thấy sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế đối với các hành động của Israel. Tình hình hiện tại có thể dẫn đến những căng thẳng gia tăng không chỉ giữa Israel và Hezbollah mà còn giữa Israel và cộng đồng quốc tế. Israel sẽ đáp trả Iran trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Có tin Israel sẵn sàng đáp trả Iran và khả năng sẽ hành động trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Đài CNN ngày 16 tháng 10 dẫn nguồn tin rằng Israel đã sẵn sàng kế hoạch đáp trả cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ Quốc phòng Israel chưa bình luận về thông tin Israel sẵn sàng đáp trả Iran. Trong khi đó, nguồn tin từ các quan chức Mỹ nói với CNN rằng Israel dự kiến sẽ trả đũa cuộc tấn công của Iran trước ngày 5 tháng 11, tức ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, ngày 5 tháng 10, kênh 12 của Israel đưa tin lực lượng phòng vệ Israel đã trình một danh sách các mục tiêu trong cuộc trả đũa lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo kênh 12, lực lượng phòng vệ Israel đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho đòn trả đũa, bao gồm sự phối hợp nhạy cảm với các quốc gia khác trong khu vực. Mục tiêu đã rõ ràng, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, một nguồn tin nói với kênh 12. Trước đó, có thông tin rằng các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu, đã đảm bảo với Mỹ rằng cuộc phản công nhằm vào Iran sẽ chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự, chứ không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ hay hạt nhân. Thách thức với lính Israel khi tiến vào lãnh thổ Lebanon. Việc Israel phát hiện ra dấu hiệu bí mật như mảng sơn xanh trên thân cây cho thấy sự thận trọng và chiến thuật tinh vi trong chiến dịch chống lại Hezbollah. Điều này cho phép quân đội Israel xác định các vị trí trong các hầm ngầm mà Hezbollah đã xây dựng, một phần quan trọng trong kế hoạch phòng thủ và tấn công của nhóm này. Sự kháng cự dữ dội từ Hezbollah cũng cho thấy rằng chiến dịch trên bộ của Israel không dễ dàng. Nhóm vũ trang này đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc tấn công và phòng thủ, cho thấy khả năng của họ trong việc sử dụng địa hình để lợi thế. Tình hình hiện tại rất căng thẳng và những phát hiện như vậy có thể ảnh hưởng đến chiến lược tiếp theo của Israel. Chiến dịch tấn công hạn chế của Israel ở Lebanon cho thấy một cách tiếp cận quyết liệt hơn so với những cuộc không kích trước đó. Việc trinh sát và giao tranh trực tiếp với Hezbollah trong các khu rừng và làng vắng cho thấy quân đội Israel đang cố gắng loại bỏ các mối đe dọa gần biên giới. Điều này có thể tạo ra cảm giác an toàn cho người dân Israel. Mục tiêu phá hủy bong ke và cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah cho thấy Israel không chỉ muốn giảm thiểu khả năng tấn công của nhóm này mà còn nhằm tạo điều kiện để hàng chục nghìn người phải sơ tán có thể quay về. Tuy nhiên, sự kháng cự từ Hezbollah với các cuộc phục kích và đấu súng cho thấy chiến dịch này không dễ dàng và có thể kéo dài. Ý kiến của Danny Cicinowicz về sự không chắc chắn trong kết quả của chiến dịch trên bộ rất đáng chú ý. Điều này nhấn mạnh rằng trong một cuộc chiến, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng và những rủi ro luôn hiện hữu khi đối đầu với một đối thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng như Hezbollah. Chiến dịch tấn công trên bộ của Israel tại Lebanon đang diễn ra với những thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh bị phục kích từ Hezbollah.
Thương vong của quân đội Israel trong những ngày đầu chiến dịch, đặc biệt là vụ tấn công làm thiệt mạng 6 lính Israel, cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến này. Sự chuẩn bị của Hezbollah với các vị trí kiên cố và chiến thuật phục kích đã khiến binh lính Israel phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Việc sử dụng máy bay không người lái UAV và pháo binh để hỗ trợ trong các cuộc rút lui là một phần quan trọng trong chiến thuật của Israel, nhưng cũng cho thấy rằng việc chiếm lĩnh và duy trì sự kiểm soát trên thực địa không hề dễ dàng. Những hành động của Israel nhằm phá hủy các bon ke và cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah cho thấy một quyết tâm cao trong việc bảo đảm an ninh cho biên giới và người dân Israel. Tuy nhiên, việc phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu này trong điều kiện địa hình phức tạp khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. Về mặt nhân đạo, việc hàng nghìn người dân đã phải rời bỏ nhà cửa ở Lebanon khiến tình hình thêm phần căng thẳng và thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở các ngôi làng cũng là một điều đáng lo ngại. Những hình ảnh và video về sự tàn phá ở Lebanon sẽ gây ra nhiều câu hỏi về tác động lâu dài của chiến dịch này, cả về mặt quân sự lẫn nhân đạo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!